Xin chào mọi người, đã quay lại với lại kênh youtube của em Thì hôm nay em lại tiếp tục lên một video mới Để phục vụ tất cả mọi người Thì video ngày hôm nay là mã y dài Thì là ngày 11 tháng 12 ha Rồi, em giới thiệu ngắn gọn để em vô sản phẩm à, Sản phẩm đầu tiên của em là cây đầu tiên là y1 Đây là một cây nakari à, Trước khi à, giới thiệu cây nakari y1 này thì em nói là Mọi người xem kênh của em thấy hay á có à, ích hay là có nhiều thêm hiểu biết gì á Mọi người hãy đăng ký kênh của em ha và đừng có quên bấm vào cái nút chuông kế bên để nhận những thông báo sau này em đăng lên Để mọi người có tiện theo dõi hơn Và đừng và mọi người á xem thấy cái món hàng nào thích hợp với mình á Mình nhắn tin chốt hàng qua kênh đâu Nhắn tin qua số điện thoại của em hoặc Zalo ha Mọi người đừng có nhắn tin chốt hàng trên kênh bình luận ha Kênh bình luận trên Youtube thì mình chỉ để thảo luận thôi Rồi Mã Y1 là một con Nakiri Con này còn khá đẹp nha mọi người Chữ này nha Chữ nó khắc à, rất là đẹp nha con này là khâu nhựa nha mọi người nhưng mà ở trong đây nó còn rất là mới nè cho nên em không có vô keo cái cái con này cái con nào mà em thấy nó nó cũ thì em mới vô keo để chống nước nhưng mà con này thì không cần con này là khâu nhựa cán còn rất là đẹp cán này em không có chà chà gì nha em chỉ đi rửa là thôi em rửa xà bông và em chà là thôi chứ em không có chà nhám gì hết rồi máy một đem đọc kích thước ha à, lưỡi con này là 16,5 và bản rộng của nó 5.3 và độ dày của nó là một ly rưỡi nha con này là thép à, em không biết nó là thép nguyên khối nhưng mà nó hơi rỉ tí xíu nha mọi người nhưng em nghĩ này là con thép nguyên khối nha mọi người hơi rỉ nha nó cũng còn hơi ám ám ngay đây nè em không có trà được đó à, hơi rỉ nha mọi người con này cầm hơi hơi nặng nè đầm tay á rồi mã y một em bán giá là 390.000 chín mươi cho con nakari này nha bản 5.3 là gần như là bản so với kích thước của nó là còn nguyên bản nha mọi người rồi, máy 2 cũng là một con Nakiri luôn Thì con bên đây, con này thì chữ nó khắc bên đây hơi bị mờ nha mọi người Đó, mọi người xem ha, đó Các chữ bên đây hơi bị mờ nè Cũng là khâu nhựa luôn Con này thì có một cái là cán nó trên, cán nó còn tem luôn nha mọi người Thì mấy con này còn mới thì những cái này thì em không có vô keo Đây, mọi người xem ha Con này thì cán không có chữ D như con kia, cán này là cán cán hình ellipse rồi em đọc cái thước luôn, lưỡi con này thì ngắn hơn tí xíu, lưỡi nó là 16, bản rộng nó 5,3 và độ dày nó 1,5 ly nha mọi người Con này độ dày có nó 1,5 ly luôn à, Máy hai bán giá 390 ngàn luôn nha Vậy cái này em giới thiệu xong em sẽ để xuống dưới cho nó gọn Rồi máy y 3 i3 cũng là một con nakiri luôn Thì con này nó cũng còn tem trên cán luôn nè, thì cán con này nó cũng hơi cũ Em không có chà để nguyên luôn Khâu nhựa, nhưng mà con này nó ngộ nào quên nữa đưa chữ cho mọi người xem ha đây chữ nó nghe em em nghĩ chắc là thép giấy trắng đó mọi người nhưng mà em tại vì nó hơi bị mất cái nét chữ nên em không có dám chắc nên em chỉ nói vậy thôi nha mọi người xem ha mà đặc biệt con này là nó cái đường lửa của nó 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 mài một bên vậy nha mọi người nó khác với mấy con nagiri kia nha nó dạng dạng giống giống như usuba vậy đó Thì con này khá dày á rồi đeo đọc cái thước con này luôn con này lưỡi 16, bạn rộng nó 4,7 và độ dày nhất của nó 4 ly nha Dày nhất ở đây 4 ly á mọi người Và bỏng về trên đây là còn 0,8 ly Mã số 3 bán giá là 380 ngàn cho con Nagari này nha Con này cũng hơi đặc biệt <laughs> Nó còn tem trên đây luôn nha mọi người Tem chữ trên đây luôn nha Chữ nữa Em nghi là thép giấy trắng á Cái này là nghi thôi chứ em không có dám chắc nha Rồi, mã số 3 bán giá là 380 ngàn Mã số 4 cũng là một con Nakiri luôn. Con này con này chữ khắc bên đây sâu đẹp lắm nè mọi người. Con này thì ở đây nó hơi xấu nè cho nên em vô keo nó. Đó, em vô keo chống nước cho nó. mọi người yên tâm ha. Thì con này là không nhựa luôn. Con này nó có tem bên đây nè, nhưng mà em chà nó cái nó hơi bay ra rồi. hai mặt luôn. Thì con này nó hơi bị rổ rổ trên đây nha. Nó hơi bị rổ rổ trên đây nha mọi người. Đó. Này mấy con này có chục carbon đó cho nên nó hơi rổ rổ trên đây. Rồi máy 4 là kích thước này là 16,5 và bản rộng nó 5,3 và độ dày nó 2 ly luôn. Rồi máy 4 này em bán giá là 390 000 luôn nha. Máy 4 cho con Nakari này. Con này bén lắm nha mọi người. Con này em đã mài sơ sơ rồi đó, bén lắm, em rờ rờ vô lưỡi. Tại vì uh, sẵn đó, thì em em mà em, 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 test thử luôn. Rồi, máy 5, đây là một con Nakari thép 3 lớp nè. Lõi carbon nè, con này thì cực kỳ bén rồi, nhưng mà có con cái nó nhỏ hơn mấy con kia, con con này lưỡi của nó có 14,5 thôi Khâu đồng nha mọi người Đây con này em vô keo rồi nè Em đục đem vô keo rồi Khâu đồng này là đồng đỏ của nó nha mọi người Em em đã vệ sinh nó Em đánh bóng lên nó ra màu đẹp lắm nha mọi người Đây là trên cán nó còn tem Còn chữ trên đây luôn nha mọi người nè. Thì con này cán nó không có được đẹp cho lắm Em trà nó rồi Ở đây thì nó hơi đen đen này nè Không ảnh hưởng gì đâu nha Thật ra cái này là cái lớp oxit đen hồi xưa của nó đó sau thời gian á, thì người sử dụng á nó bay bớt rồi thì nó nó còn hơi mờ mờ á xong em vệ sinh nó cũng bay bớt đi rồi kích thước con này là 14 bốn lưỡi bốn phẩy năm và bản rộng nó năm cm và độ dày nó đầy nhất của nó này đi năm ly nha mọi người và mỏng về trên đây là còn không phẩy năm ly à con này cũng thái cực kỳ ngọt luôn á nhưng mà con cái là con này rất tiếc là con này nó, nó lưỡi nó ngắn quá 14,5 bốn phẩy năm à ừ. chữ đây nha ừ. rồi mấy năm em bán giá 380 trăm tám cho con Nakiri đó Rồi, máy Y6 cũng là một con Nakiri luôn Con này là uh, nakiri này không phải là giống vai trung công cán cửa kia này là up full tan nha mọi người Hai chốt đồng, chốt của nó còn mới tinh luôn nè mọi người Hả? Cán cái, cái cái cán gỗ của nó, cái cán gỗ của nó thơm thơm lắm nha, em không biết nó là gỗ gì <laughs> Đây chữ đó nha thì cái hãng này em giống như được chứ em có bán một con đó là giống như Masakane nha mọi người đó thì đây nó có logo đây nè có mọc đây logo hai chữ bên nạp hai mặt luôn này ở phun trang cũng khá đẹp cán cũng còn đẹp lắm mọi người lưỡi con này hơi dài lưỡi con này là 17 và bản rộng nó 4,5 và độ dày nó 2 ly đợt này mấy em có mấy con nakari này, độ dày nó 2 ly nhiều rồi mấy sáng em bán giá là 390 ngàn cho con nakari này luôn con này cầm ngoài cũng khá đã đó nha Rồi, máy 7, máy 7 là một con Santoku đây là một con sentoku mà còn nguyên bản luôn nè cực kỳ đẹp luôn, hết 3 lớp lõi carbon nha mọi người, lõi carbon rỉ nha, chữ khắc đây nha mọi người, chữ khắc sâu rất là đẹp luôn, hai hai bên, lõi nó hơi rỉ nha, cái này em nói trước, còn cán nó là gỗ này là cũng khá đẹp nè, vân 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 nhìn như vân cọp, răng răng cọp vậy đó, vân, cái đường vằn của cọp á thì hai chốt, cán cầm đã lắm, rồi Lưỡi con này là 16,5 và bản rộng nó 4,5 và độ dày đó là 25 ly rưỡi Con này là thép 3 lớp lỗi carbon nha mọi người Bén nha Còn mới lắm nha ừ, Mọi người xem ha Rồi máy 7 này em bán giá 400 ngàn Rồi máy i 8 là một con uh, Santoku luôn Nhưng mà con này của của Gap Money Đây logo nó đang nha mọi người Đó nó còn nó hơi bị mờ rồi em đánh em đánh vệ sinh á nó hơi bị mờ em không dám vệ sinh nữa cho nên nó cũng còn hơi chút chút ở đây nè chứ không là em cũng đánh trên nó sạch sẽ luôn rồi Mình sợ nhiều khi mọi người nói không có logo rồi, cũng uh, kỳ lắm cái thứ của con này con xe này bản bự này nha nó dường như là ghiêu tô lưỡi của nó 18 bản rộng nó 4,3 và độ dày nó hai nha mọi người con này thì uh, con con này giao đức này của đời đầu nè cũng đời cũ lắm hơn mọi người tại vì còn làm cán kiểu này nè này là Funtang, 3 up full tan ba chốt inox lâu lắm rồi, con này là đời cũ lâu lắm mà chứ mấy đời mới sau này đa phần là nó có khâu khâu đúc rồi mã số 8 là em bán giá 350 trăm năm mã số 9 đây là một con Giotto con này là cực kỳ đẹp luôn con này là thép ba lớp lỗi là không rỉ luôn mọi người em không biết lỗi gì nhưng mà em nghĩ chắc lỗi vg không biết vg mấy thôi con này cực kỳ đẹp luôn nha cán cũng đẹp nữa này là khâu này là khâu nhựa không biết khoan khâu nhựa em em nhìn là khâu nhựa đó con này thép ba lớp nha Con này là của, của, của hãng của hãng Masahiro phải á Em không dám chắc nha Tại vì cái này em biết thì em nói chính xác con này thì em Đây tiếng Nhật thì mình không có rành ha mọi người Lưỡi con này là 18,5 và bản rộng nó 4 và độ dày nó 2 ly nha mọi người Con này cực kỳ đẹp nha Mới tin luôn á à đó mà chữ nè rất là đẹp nha mọi người uhm ai à, nhìn biết chữ thì ấy, này là con này có hai chốt pinóc đây. Cán cũng còn rất là đẹp luôn. Khô nhựa. này em em nhìn là khô nhựa đó, mà em không mà em nghĩ là chắc chắn là khô nhựa rồi. Rồi máy y chính nó bán giá 550.000đ. đọc kích thước lên nha, 18,5 độ dài lưỡi là 18,5, bản rộng 4 và độ dày của nó 2 ly nha mọi người. Máy chính bán giá 550 000 Rồi tới giao cặp đây mã số 10. Mã số 10 đây là một con tô và một con Betty. Con tô này đây nè mọi người, cái này là dao này đời đời cũ lắm rồi. Này là em nhìn là mấy cái hiệu cái hiệu này em biết là cũ lắm rồi nè MCS, m Center Seal, con này là Center Seal nè. Con con tô off full tan hai chốt bị nóc Thì cái chốt cái cán này cũng nó làm cũng rất là lạ. Con này nhẹ nha mọi người, thái cực kỳ ngon á. Lưỡi con này là 18, bản rộng nó 4 và độ dày nó 1,5 ly à mọi người Độ dày nó 1,5 ly thôi Tình trạng con này là, là em đã trà bóng lên rồi Hả? Hả? Còn hơi chút chút đây thôi Cái này là ám, cái này gì á Chứ nó mấy không à, Cán hai chốt bị nóc ha Lưỡi là 18, bản rộng nó là 4 và độ dày nó là 1,5 ly Rồi con Betty nó đây Ê, Con Betty đây, con Betty cũng cực đẹp nha mọi người Con Betty cũng, cũng là đẹp đó nha Con Betty này carbon nó hơi rỉ nha mọi người Nè, nó hơi bị đây lửa đen chút nha mọi người xem ha. Với chữ ở đây có một chút nè, ở trên đây một chút đó đưa vậy cận cảnh luôn cho mọi người xem. Đó, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Này là khẩu đúc luôn nha, Betty mà khẩu đúc luôn á, đây chữ đây. Con Betty này thì lưỡi của nó là 15 và bản rộng nó là 2,5 và độ dày của nó là 1 ly 3, không tới 1 ly rưỡi. Rồi, cặp số 10 đang bán giá là 480 000 cho cặp số 10 nha. Rồi, cặp 11, cặp 11 đây là một cặp Kia. Cặp đây là cặp Kia nha mọi người. Kia đây, nhìn giống nhau ha, cán đều khổ đúc hết. Rồi, con Kia này là con Giotto. tô hai mặt nó đây. đây. nó cũng còn hơi đây nè. Con Kia này là thép carbon nguyên cây nè mọi người. Thép carbon nguyên cây á à, xài hết, hết 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 lưỡi hết hết nguyên con này là hết hết bén. Thì con này là hai chốt đồng nha mọi người. Chốt đồng nó còn rất là đẹp nha. À, ở đây nó có số nghe nè mà có nghe khâu nó có số mà cái con này giỡn cái là em nói luôn là cái cán ở trên này nó hơi bị hở nè cái này thì á, về mình đổ keo lên là mình chà lại thôi là họ là đẹp thôi nhưng mà em thì em làm nhiều quá em mệt quá rồi cho nên nên làm nổi nữa đây đó mọi người xem ha rồi ở bên đây nó có chữ nữa này, mọi người nhiều nè đó bên đây có chữ cái số 6 này nữa này. rồi lưỡi con này là 18,5 và bản rộng nó là 3,5 và độ dày con này độ dày của nó là 2 ly bản rộng nó 3,5 và độ dày nó 2 ly con này lựa tô này tới 18,5 lần nha mọi người còn con Betty của nó là độ dày lưỡi là 14 và bản rộng của nó là 3 2,5 2,5 2,5 cm và độ dày của nó là 1,5 ly con này con Betty này cũng đẹp lắm nha mọi người nè khâu đúc luôn á đó. đó nè đó, cán nè cán cực kỳ đẹp luôn đó nè. đó kia con này uh, Trump Center Shield kí à, ký hiệu logo của nó luôn con Betty này là, là là thái chắc cây là cực kỳ ngon luôn rồi mã số 11 em bán một cặp kia này là 570.000 nha hả à, tất cả các mặt hàng của em là chưa bao gồm phí ship ha ai chuyển khoản em sẽ bao ship mã số 12 mã số 2 là một cặp do lóc một cặp gio lóc nha mọi người đây cặp gio lóc này là đều full tan mà hai chút đồng luôn mọi người mọi người biết rồi đó chút đồng là do là, là, là tốt đó đây chữ đây ha con này là giáp một bên luôn hả mình đây luôn nó hơi mám á nó còn hơi mám này nè không, không ảnh hưởng gì đâu ha lưỡi con 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 gió lóc này lưỡi dài của nó là 14,5 và bản rộng nó ba và độ dày nó là con này độ dày này hai ly nè còn con ngắn là lưỡi là 15 luôn bản rộng của nó hai cm và độ dày của nó là một năm ly hai con lóc hai con lóc này ai mua về là lóc khỏe luôn con này là lóc 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 thịt bò lóc lớn hay lóc cái cũng được còn con nhỏ này là lóc lắp cũng lắp luôn nhưng mà em nghĩ lốc cũng được nhưng mà à, nói chung là mọi người uh, thuận tiện gì là mọi người xài ha <laughs> rồi cặp số 12 em bán giá là 390 000 chín cho cặp cho lốc này nha quá rẻ luôn cặp số 13 cặp số 13 là một cặp santoku ấy lộn một con santoku với con betty santosu hai con này là đều không rỉ hết tại vì hai đều màu vàng nên em cho nó vô một cặp luôn đây mọi người xem hai chữ nó đây ha thì con này cũng còn rất là mới luôn đây bên này luôn đóng bát in luôn khâu này là khâu nhựa nha mọi người cán ở trên đây con này khít nè cho nên em không cần phải vô keo cán con này còn đẹp nha mọi người đây rồi đây con bát nè con bát khó nói con bát cũng rất là đẹp sơn siêu luôn rồi con này khâu nhựa luôn khâu nhựa đúc luôn này nè khỏi vô nước luôn mọi người <laughs> rồi lưỡi con lưỡi lưỡi con Santoku là 16,5 Và bản rộng nó 4,2 và độ dày nó là 1,5 ly còn con Betty là lưỡi của nó là 11 cm và bản rộng của nó là 4 và độ dày của nó cũng là con độ dày con này có 1 ly rồi mọi người. Độ dày 1 ly ha. Rồi, cặp số 13 này em bán giá là 400 000 cho cặp này. Chờ em chút ha, em để nó xuống bớt. Rồi, mã số 14, đây là một con Global 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 G2 mọi người. G2 nè Trum đây nó có ký hiệu cho nên mọi người Thì con này là Global G2 Con này là giao lỗi nha mọi người Thì nó nó đợi đợt trước em có bán Em cũng có mấy con đó. Em bán được mấy con hai ba con nên em còn nè Nên em lên tiếp Thì con G2 này là con G2 cực kỳ Nói chung là em đã xử lý này rồi là em đánh bóng lên hết rồi Cho nên nó rất là đẹp cho mọi người Đánh bóng mấy con này cũng rất là cực luôn á Chứ không có đơn giản đâu nha Đây mọi người xem ha Ở mặt ở bên đây Cán của nó nha Cán nó Em quên đang cho mọi người coi đây. Thì cái đợt trước có mấy cái con mà không có logo là em thấy nó bị lỗi nghe Nhưng mà con này có logo thì nó không bị lỗi ở đây Thì trong một lô của nó em có đã nói rồi á Nhiều khi nó lỗi gì chuyện nguyên lô của nó chỉ lỗi có khoảng mấy chục con, hàng trăm con là nó bỏ hết nguyên lô luôn á Thì nhờ như vậy nó ra hàng bãi thì lại nhập về thì mình mới được sử dụng những con da mà đẹp tốt như vậy Thì con Global này á, ở bên nước ngoài người cho bên châu Âu á Người ta rất là chuộng mấy con này nha mọi người thứ nhất là tầm tiền nó cũng rất là rẻ và thứ hai nữa là nó rất là sạch sạch đẹp không rỉ và cán cầm của nó rất là đã luôn cho nên nó phù hợp nhiều yếu tố cho nên người ta chuộng nó cái chính là em nghĩ nó là giá tiền nó thành nó rẻ rồi g hai này em đọc luôn là kích thước lưỡi của nó là 20 mươi bản rộng nó bốn hai và độ dày nó hai ly nha mọi người rồi mã g 2 này em bán cũng bán 600 trăm nghìn nha mã số 15 mã số 15 là một con dao lóc GF GF31 con này thì à, nó bị à, cái lưỡi của cái lưỡi nó trên này là mọi người mọi người xem ha ở trên đây nè cái sống của nó thì hơi cong nha mọi người thép nó cứng quá cái lưỡi nó cứng mà nó hơi dẻo dẻo á em 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 bẻ không nổi với lại em nắng không nổi còn lưỡi nó thì thẳng nha mọi người đó mọi người xem nha lưỡi nó thẳng nha lưỡi của nó dưới đây thì thẳng băng nè hả con gf này nặng nha mọi người rất là dày luôn á con gf này phiên bản mới á thì lưỡi của nó là 14,5 và độ dày của nó bản rộng của nó 1,5 và độ dày của nó là 3 ly 3 ly rưỡi ở đây nha và mỏng về trên đây là còn một ly cán cầm con ngồi rất là đã nếu mà ai không ngại gì vấn đề mà nó cái cái sống ở trên này á nó hơi không có thẳng đó. nè em đưa là mọi người nhìn thấy à để à, nói nhiều khi mọi người nói mọi người sẽ không hình dung ra được cho nên em, em đưa luôn vậy đó mọi người sẽ nhìn thấy nhưng mà cái lưỡi của nó thì nó lưỡi thẳng nha mọi người nó không có cong nha mọi người đó thì không ạ, vấn đề này thì sử dụng mấy con này cũng rất là ngon Rồi, mã số 15 em bán giá là 350 ngàn cho con Global này Thì nó bị lỗi như vậy Em cầm cũng rất là phê luôn rồi Thì cái dòng GF á, cái cán của nó là rất nặng nha Cán không phải rất nặng nữa mà đầm tay Đầm tay Rồi, mã số 15 bán giá 350 ngàn Mã số 16 đây là một con uh, Yanagiba, con Sasami của Global Con này thì nó bị lỗi nè Thì nó bị mòn ở bên này tí xíu nè Đó, em đưa cho mọi người xem đó bị mọn đây và với cái này bị góc dưới đây nè mọi người đó ngay góc đây góc đây dưới đây hai cái thì còn ngoài ra nó không bị lỗi gì hết với lại nó không có logo em nghĩ chắc là chính vì vậy nó bị lỗi như vậy nên nó thải ra nên nó không mua logo thì con này là con janagiba nè đợi bữa giờ em cũng không có con này nè nay mới có được con nhưng mà nó bị không logo cũng hơi tiếc nhìn nó rất là đẹp và sạch sẽ nha mọi người đó. cái của nó nè. đẹp thì lưỡi con này là 25 và bản rộng nó 3,1 và độ dày nó là hai ly rưỡi Rồi, à, mã số 16 này em bán giá là 550 ngàn cho con Yanagi của Global này nha Con này nếu mà nó còn đẹp là bán phải cả triệu Thì nó cũng hơi hiếm á ngâm người Rồi, mã số 16 bán giá 550 ngàn Cũng hơi tiếc tí xíu, nè nó bị lỗi đây nè Nó không ảnh hưởng gì đâu nha mọi người Đó nó bị đây nè Chào không được đâu, cái này nó hơi khuyết vừa rồi cho nên Em thấy cái này nó cũng không có lại gì cho nên không có xử lý Thật okay, ra nếu mà mình xử lý nữa nó mòn lắm Cho nên đây, em cảm thấy em để vậy là được rồi Người xem ha Ai mà ngại vấn đề mà sashimi mà 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 rỉ ấy, cái lấy ấy, thì lấy con này về là cực kỳ ngon luôn rồi Mã số 17 là một con đề ba Mã số 17 là con đề ba nha Đây chữ nó nghe mọi người chữ nó hơi mờ nha Đó em đưa mọi người thấy ha Con đề ba câu sừng con này bị hư cán đặt ra con này là của clip trước em còn á cho nên hôm nay clip này em đăng lại ha. Con này là bị tét cán ngay đây nè, đó nhưng mà không ảnh hưởng cho cái khâu nha, khâu của nó còn nguyên không tét khâu vậy mọi người. Cái khâu nó bị mẻ trên đây tí xíu như đây nè, với lại đây nó hơi lõm hai lỗ đây thôi. Còn ngoài ra là không có. Con này em đã vô keo rồi, chống chống nước luôn. Rồi, mặt hai mặt hai bặt bên ha. Thì con này có chữ đây nè, nãy em đưa đó, đó chữ nè, đó mọi người xem chữ nó hơi mờ á. Con đề ba này lưỡi của nó 175 và bán rộng nó 5 cm và độ dày nó 7 ly. Thì tình trạng nó bị như vậy nên em bán giá là 7 Ê, em bán giá là 500 000 cho con đề ba này nha. Người xem ha. Rồi bán giá 500. Em đ... à, con này nó nó hơi rỉ. Em có thòi dầu á. Cho nên em sợ để dưới nó dính dầu. Con số 18 cũng là cũng làm con đề ba luôn. Con đề ba này là còn mới nguy, nguyên si luôn mọi người Thì nó hơi mám này nè nên em để luôn Không có đánh luôn ha, Con đề ba luôn Chữ khắc cực kỳ đẹp luôn Sâu luôn à, Mới y xì luôn nè đó Cán này luôn nó Có cái tem đây nè Ờ à, em lọc ra luôn nè <laughs> nó có cái tem em lọc ra luôn Thì con đề ba này là dạng hàng công nghiệp rồi nhưng mà nếu mà ai ngại vấn đề rỉ thì lấy con đề ba này con đề con đề ba này là không rỉ nha mọi người con đề ba này là không rỉ Lưỡi con này là 15,5 và bản rộng nó 4,5 và độ dày nó có 4 ly thôi Con này là không rỉ nha Rồi mã số 18 bán giá 400 ngàn cho con đề ba này Mã số 19 Mã số 19 là một con Yanagiba, con Sashimi Con này là cực kỳ khủng luôn Con này là lưỡi đó 31 cm nha mọi người Bản rộng nó 3,4 và độ dày nó là 3 ly 7 gần 4, gần 4 ly á Mỏng về trên đây là nó còn 1 ly nha mọi người Đây À, con này á, là bản nó còn nguyên luôn nha mọi người xem em có thay dầu á cho nên mọi người nhìn nó thấy nó hơi nó đốm đốm nó ấy lên nó là dầu á nha mọi người thì con này em nói luôn là nó có bị lỗi nha đây tí xíu này mọi người nó hơi bị mòn vô tí xíu đây nè đó cái này là do lúc trước em trà đó em trà hơi đại diện đây nó rổ nhiều á cho nên em cố gắng em trà cho bay rổ thì nó hơi bị lỗi vô tí xíu cho nên em nói luôn nhưng mà chữ nó còn nguyên nha mọi người nó chỉ bên đó thôi còn chữ nó còn nguyên đây à, nó có mặt chữ ở bên này nữa nha mọi người đó nhìn cho mọi người nhìn kỹ ha con này là lưỡi tới 31 lần nha con danh nghe ba khủng khâu thì khâu inox con này là khâu inox nha ở trên đây nó cũng còn đẹp nè đó khâu inox nè em đánh bóng cái khâu lại cực kỳ đẹp luôn cán cũng còn rất là đẹp luôn nè đó cán có chữ bên đây nha rồi em đọc cái thước lại con này nghe lưỡi nó là 31 cm và bản rộng nó là 3,4 và con này còn như nguyên bản luôn rồi và độ dày của nó là 38 ly gần 4 ly á Em mới đo lại đó Rồi Mã số 19 này em bán giá là 1 triệu 2 nha 1 triệu 2 cho con Gia Năng Ghi 3 này Mã số 20 Mã số 20 là một cái lưỡi Nakari Lưỡi này còn cái cán nhưng mà hư rồi Ai muốn lấy cán con này thì em đưa cán cho con này Cái lưỡi con này nè Nó là thép 3 lớp nha mọi người Nè mọi người xem cái cái đường lưỡi của nó rất là đẹp nha à, Đó Con này là thép không rỉ á nhưng mà nó còn hơi ấm ám á thì ở đây nó có chữ nè nghe mọi người đây nè đó xin có chữ dưới đây nè em không dám trà nữa trà nữa ba chữ mất công nói mọi người không có chữ cũng kỳ lắm mọi người xem kỹ nha nó có chữ đây nha đó đây cái lưỡi của nó nghe mọi người đó lưỡi nó ba lớp á đó. đó. lưỡi nó vân vân khá đẹp á đó. đó thôi lưỡi này lưỡi dài là 16,5 và bản rộng nó 5 cm và độ dày nhất của nó là 3 ly và mỏng về trên đây là còn một ly nha mọi người và cái lưỡi này em bán giá là 290 ngàn cho cái lưỡi Nakari này Ai về có cán thì vô cán Còn ai muốn lấy cái cán cũ của nó bị bể ấy, thì em đưa cho Về lấy cái khâu ra Khâu này của nó là khâu nhựa trắng thôi mọi người Em cũng khá đặc biệt con này á Em nói luôn Lúc đầu em tưởng nó là con sừng trắng chứ ai ngờ là khâu nhựa trắng <laughs> Rồi lưỡi, lưỡi số 20 em bán giá 290 ngàn Rồi Cây số 21 là một con dao chặt Con này là em đã vệ sinh cái lưỡi nó cực kỳ đẹp luôn rồi đây. Con này thì nó không có chữ nha mọi người, nó quên khắc chữ rồi. Con <laughs> này là chặt chặt xương, chặt gì cũng được là bá đạo luôn á. Cũng dài nữa. Coi nghe em nghĩ chắc bệnh người ta đi đi đi, đường người ta chặt gì á. Nó hơi bị tét đây xíu nha mọi người. Đây nè. Đây, ở dưới thì đẹp, cán còn đẹp nha mọi người. Rồi, lưỡi của nó là 3, lưỡi của nó là 13,5 và bản rộng nó 7 cm và độ dày của nó là 6 ly nha mọi người. Cực kỳ ngon luôn. À, lưỡi đẹp nha. cây này ra là của một người của một đứa em đó, nó gửi em bán dùm chứ không phải của em <laughs> Rồi mà cái lưỡi này em bán cái lộn nguyên con, con dao này con dao chặt này em bán giá là 550.000 nha Cho con mã số 21 21 của mã 550.000 mọi người Mã số 22 Mã số 20, 22 là một con dao thái bản to Con dao này là của em mấy lúc trước em còn á Thì em hôm nay em còn có một cây thôi Vì hôm nay em lấy ra em bán xả luôn Chỉ còn có một cây thôi nha Con dao này là thái bản to lúc trước em nhập về nhiều á Sao em bán thì nó cũng còn có đợt trước thì nó còn một một cây á Xong rồi hôm nay em em, em lấy ra em bán xả luôn nè Thì hôm nay em bán với giá là Nó à. tám 800 ngàn thôi lưỡi con này bản con này là 10, 10 17 5 một bản của nó là 175 năm và bản rộng của nó là 85 năm và độ dày nó là 3 ly nha mọi người độ dày nó 3 ly nha mọi người thì như những cái gì đợt trước em có giới thiệu là con này vừa thái nè thái chặt băm chặt là chặt gà dịch nhẹ nha mọi người gà công nghiệp thôi nha không có gà nào hay gà gì nha mọi người thì con này là hàng em mua full hợp đem về từ bên Nhật nha mọi người con này giao là hàng nội địa thì nó sử dụng là thép của Hitachi nha mọi người thì thông thường hết mấy con này em nghĩ là thép không rỉ cũng rất là bén nha mọi người thì ai sử dụng gia đình á một thái bản to thì lấy mấy con này thì về là cực kỳ ngon rồi thì đợt trước em có ba con thì em bán khách hai con kia rồi còn có một con thôi cho nên đợt này em lên clip em đáng bán luôn con này giá ta... con này đợt kia em bán giá tám trăm rưỡi á nay clip này em bán giá là 800 trăm ngàn hơn nha mọi người rồi con dao thái à, mã số 22 bán giá là 800 trăm ngàn cho con dao thái hàng mới full hợp luôn nè còn một cây thôi mọi người xem à rồi thì video clip của em thì mã cuối cùng là mã cũng đá mài thì cái đá mài này mọi người sẽ quen thuộc rồi ha clip nào em cũng sẽ có tại vì em nhập nhiều mà à, đá mài này em cũng nói luôn là giới thiệu lại cho mọi người nếu mà ai xem mới thì coi ha thì đá mài này là nó đi nhật nha mọi người nó có nó có mã vật ở đây về cứ mở cái mã qr mình lên mình cứ chép vô thôi thì nó sẽ ra thì nó sẽ có hai mặt là mặt 180 và mặt 320. Mặt 180 là mài phá và mặt 320 là mài 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 bén ha mọi người. Thì cục đá này á, là hàng bình dân, em nói luôn là hàng bình dân nội địa Nhật ở bên đó người ta sử dụng trong gia đình phổ thông bình thường á. À, thì mài bén rất là ngon nha. Mặt 320 của nó đây nè, nó 320 chứ thực ra nó rất là mịn nha. Ở nhà em có test rồi cho nên em mới nói. Thì cũng nhiều người người ta mua thì em cũng có hỏi á người ta nói á xài thì cái cục đá này á có mấy anh kia anh mua đợt anh mua global anh về anh xài cục đá này anh mày bén nhanh lắm nha mọi người cực kỳ nhanh luôn á uh, global nó ăn cái đá này ghê hồn luôn á rồi kích thước của cục đá này là hai mặt nè đá hai mặt nha mọi người hàng còn mới còn nguyên siêu nha đây à, độ dài của nó 20 mươi bản rộng của nó là 5 cm và độ dày của nó là hai năm cm hai năm cm thì nhìn sơ qua thì em thấy cái mặt đen cái mặt thô của nó thì khoảng uh, chắc 1,8 nè còn cái này là 1,7 đây đâu 1,3 uh, với 1,2 chứ lộn <laughs> nhầm 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 đó mọi người xem ha hàng mới ha rồi cùng đem bán giá là 210 ngàn nha rồi uh, mã video của em tới đây cũng là mã 23 là kết thúc rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo cảm ơn tất cả mọi người Bye bye hẹn gặp lại